Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong rộ tin tái hợp sau một năm ly hôn. Trước hàng loạt tin đồn gương vỡ lại lành, trước đó mới đây cánh săn ảnh Hoa ngữ đã phát hiện bộ đôi Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cùng xuất hiện tại phim trường Hoành Điếm. Mới đây, theo trang 163 đưa tin, Phùng Thiệu Phong và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện cùng lúc tại phim trường Hoành Điếm. Theo đó, Phùng Thiệu Phong đến trước, đội mũ, đeo khẩu trang, che kín diện mạo. Không lâu sau đó, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục năng động thoải mái, vội vã bước khỏi ga đường cao tốc rồi di chuyển nhanh vào phim trường. Với sự xuất hiện của người trước người sau cùng một địa điểm như thế đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Rất nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi phải chăng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp rồi chăng, hay chẳng qua là sự trùng hợp cũng như cả hai sẽ một lần nữa nên duyên trên màn ảnh. Vào tháng 5 năm 2022, nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ hợp tác trong bộ phim mới. Đây cũng là dự án mà trước đó bà chủ của Hòa Tụng Lý Băng Băng giới thiệu cho cặp đôi từng là vợ chồng. Không những vậy, mạng xã hội xứ Trung còn rầm rộ thông tin cả hai đã tham gia buổi gặp mặt thảo luận dự án với đoàn phim. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hề ngượng ngùng khi chạm mặt nhau. Ngược lại, họ vẫn tương tác tự nhiên thoải mái và dường như cả hai không từ chối hợp tác với nhau trong phim mới. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không có bất kỳ động thái nào. Trên thực tế, trước đó đã rộ lên thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn theo đuổi vợ cũ một lần nữa. Anh thậm chí đã tìm đến nữ diễn viên Ninh Tịnh ngỏ ý muốn đàn chị làm trung gian hòa giải với tư cách bạn chung của cả hai. Tuy nhiên, nam diễn viên đã bị đàn chị từ chối thẳng. Cũng theo trang Sohu ngày 7 tháng 4, có một bài viết gây xôn xao dư luận khi chia sẻ một chi tiết hot liên quan đến mối quan hệ của hai ngôi sao Minh Lan Truyện. Trước đây, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong được đồn thổi không thích Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng con dâu không xứng với gia thế hào môn. Vậy nhưng giờ đây bà vô cùng hối hận, có ý định thúc giục hai vợ chồng quay lại với nhau sau một năm chia tay. Không dừng lại ở đó, mẹ Phùng Thiệu Phong còn hứa với Triệu Lệ Dĩnh rằng cô con dâu có thể đưa con trai tưởng tượng tới Bắc Kinh sinh sống một thời gian. Ở thời điểm hiện tại, quý tử nhà họ Phùng vẫn sống cùng bố và ông bà nội tại Thượng Hải. Triệu Lệ Dĩnh liên tục bay đi bay về giữa hai nơi để vừa làm việc vừa chăm sóc con. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng là cặp đôi đẹp của showbiz Hoa ngữ, cả hai tuyên bố kết hôn vào tháng 10 năm 2018. Quãng thời gian từ khi họ quen nhau, bén duyên tới khi xác nhận trở thành vợ chồng hợp pháp khá ngắn ngủi. Tháng 4 năm 2019, cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời. Sau khi kết hôn và lên chức, Phùng Thiệu Phong lui về ở ẩn, dành nhiều thời gian cho gia đình. Nam diễn viên điển trai không ít lần bị bắt gặp xuất hiện tại phim trường hay đưa đón vợ đi làm. Tình cảm của cặp đôi khiến cư dân mạng mong ngóng một đám cưới ngôn tình. Từ giữa năm 2020, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không còn sánh đôi hay xuất hiện cùng nhau. Việc Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vắng nhà, ham mê công việc cũng là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân giữa hai người ngày càng nguội lạnh. Đến tháng 4 năm 2021, phòng làm việc đại diện cho vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đồng loạt đăng tải thông cáo báo chí trên tài khoản Weibo xác nhận cặp sao chính thức đường ai nấy đi sau 3 năm bên nhau. Theo đó, cặp sao ly hôn trong hòa bình và đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong đều bận rộn với công việc riêng. Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trở nên nhuận sắc cũng như nhiều dự án hơn khi từ đầu tháng 6 tham gia show The True của Tencent sản xuất. Cô còn đóng quảng cáo, chụp hình tạp chí và góp mặt vào rất nhiều dự án phim ảnh. Trong đó, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của nữ diễn viên dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 6. Ngoài ra, Phùng Thiệu Phong trở lại màn ảnh với tác phẩm Tâm Cư, thậm chí nam tài tử chụp hình tạp chí, ghi hình quảng cáo sản phẩm. Ngoài ra, vào cuối tháng 4 năm 2022, mạng xã hội Hoa ngữ xôn xao thông tin nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ những người khác giới. Trong đó, không ít ông trùm tư bản và nhân vật có địa vị cao trong giới cũng dành thời gian thay đổi mỹ nhân họ Triệu.